quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 1 Tết của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.